trung tâm điện tử phẩm Quyết Đăng Duo Vĩ Trụ Lý Nhân Hà Nam xin được mến chào tất cả các bác. Hôm nay là một buổi trưa của ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022. Thì rất hân hoan được chào đón là một em tên là Nguyễn Linh, là em có số điện thoại là 0988 875 778. Và sau khi hai anh em đã trao đổi điện thoại và em đã chốt cho gia đình nhà mình, nâng cấp cho gia đình nhà mình là một em đẩy hai kênh đến từ thương hiệu DK2.8N, và em đã nhận hàng là tại ngã Ba Chi Lê đấy, và nhờ thu hộ là 5 triệu với một trong những dòng sản phẩm trước mặt các bác DK2.8N, chính hãng của TG Aquatic, bảo hành được 1 năm, sử dụng lên tới là 24 sò Japan nguồn đồng. Dòng này thì đạt công suất là khoảng 800W trên một kênh, cho tổng hai kênh các bác nhá. Đấy, và trung tâm đang oánh với một cặp loa full bass 40 đấy, SRX715, và đây với một cặp loa này thì trung tâm sẽ test nhạc để trước khi gửi cho khách hàng, gửi cho em. Đấy, với trung tâm đang test nhạc thì không chạy qua bất cứ một thiết bị âm thanh như lọc xì hay là lân tiếng hay là một em vang nào. Đấy, chỉ chạy qua riêng nhá, một mình đánh một con đẩy này và kéo hai đôi loa. Và bây giờ trung tâm sẽ test nhạc để các bác nghe đánh giá với riêng một em đẩy chính hãng TG Aquatic DK2.8N 24 sò các bác nhá. Đấy, bảo hành 1 năm, đây là mới nguyên hộp các bác nhá. Đấy, thì trung tâm sẽ thử luôn là hai kênh, lấy kênh 1, kênh 2 và đánh vào một cặp loa bass JBL, bass 40 đấy, chép kèn. Và em cũng nói là nhà em đang sử dụng bass 30 thì trung tâm đánh hẳn bass 40 để thử test nhạc cho em nhá. Còn mọi phía đằng sau và các lẫy gạt trung tâm kỹ thuật phía sau thì trung tâm Phạm Quyết Audio đã điều chỉnh hết tất cả rồi. Và đây là kênh 1 này, kênh 1 này đấy, kênh 2 này đấy. Căng đét đẹp luôn, đây kênh 1 này. Đấy. Kênh 2 này. Đấy. Đét nhạc theo nhá. Đấy, một khi là đèn nó sẽ báo sáng. TG Aquatic các bác nhá. Và Phạm Quyết Audio đây, giấy chứng nhận Phạm Quyết Audio, đại lý chính hãng của TG. Cho nên là các bác sử dụng thì cứ an tâm. Chế độ bảo hành là tất cả sản phẩm của TG đều được 1 năm. Kênh 1 các bác nhá, kênh 1 này. Đấy, kênh 2 này. Chiều nào tiếng anh em nguyện cầu
Vâng, đấy với một em đẩy hai kênh DJ Acoustic DK2.8L 24 so đã đưa ra những chất âm phải nói là rất chi là ngọt ngào, và các bác chỉ cần thêm một em van hoặc là một em lơ tiếng hoặc là các bác sử dụng những em lọc xì thì chất nhạc còn ra tuyệt vời hơn nữa các bác nhé. Đây là nhạc riêng đánh độc đạo có một mình em đẩy DK2.8L, hàng chính hãng của DC Acoustic đưa ra chất âm đã quá viên mãn rồi. Và sáng mai là trung tâm sẽ gửi xe vào Chile. Đấy, em nhận hàng tại Chile Hòa Bình các bác nhá. Đấy, để thu hộ 5 triệu. Và các bác nào quan tâm sở hữu với một em đẩy giống như của em Nguyễn Linh thì các bác alo với số điện thoại 0325004686, địa chỉ trung tâm tại 192 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Các bác hãy đừng quên đăng ký để cập nhật cũng như mua sắm cho gia đình nhà mình những sản phẩm chính hãng, giá vô cùng hợp lý. Và xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.